Đã 10 năm nay, ông Tánh quê ở Hà Trung, Thanh Hóa thường bị co giật, thậm chí hôn mê nhiều ngày, chân tay tê liệt không đi lại được. Đã có lúc ông từng phải nhập viện và được chẩn đoán, điều trị tai biến mạch máu não. Tuy nhiên sau khi khám lại tại khoa khám bệnh, Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương chẩn đoán nguyên nhân tình trạng sức khỏe của ông là do sán làm tổ trong não, hay còn gọi là bệnh kén sán não. Tôi thì bị cách đây khoảng 10 năm rồi, nhưng mà lúc bây giờ là không biết được là cái bệnh này. Thế vừa rồi là cách đây khoảng 4 tháng về trước ấy, là nó có giật một lần. Đợt này nó giật, có nghĩa là không tỉnh, không miên man luôn. 2 ngày 2 đêm không biết cái gì cả. Thế sau bắt đầu là họ chẩn đoán là bị sán não. Tương tự như ông Tánh, chị Doãn Thị Hiền ở Vĩnh Phúc cũng thường xuyên rơi vào tình trạng chóng mặt, buồn nôn, co giật. Và với những triệu chứng như thế, không dưới một cơ sở y tế đã kết luận chị mắc căn bệnh khác. Mới đau đầu từ năm 2010 ạ, xong thì bị giật một lần rồi, xong đi bệnh viện Hà Nội chữa thì bảo là bị tai biến, chữa khỏe rồi, xong đến 23 tháng 9 2012 lại bị giật xong rồi về bệnh viện Phú Yên biểu u não thì đưa về Hà Nội mổ xong về đấy chiếu chụp lại thì phát hiện ra là sán não. Số liệu thống kê từ Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương cho thấy, mỗi năm viện tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân nhiễm sán lợn, trong đó 84% có tổn thương não. Đặc biệt thời gian gần đây, tháng nào viện cũng tiếp nhận trên 30 bệnh nhân nhiễm ấu trùng sán lợn. Người bệnh có thể nhiễm bệnh sán não qua cái phong cách, phong tục ăn uống của người bệnh. Giả dụ có bệnh nhân ăn thức ăn không được nấu chín này, nước không đun sôi này, hoặc có những phong tục từng vùng người ta có cái thói quen ăn tiết canh rồi là cái nem chua, nem chạo rồi là cái nem thịt lạc thăn bóp thính. Cái bệnh sán não này không điều trị kịp thời thì khi cái tổn thương nó đã di chuyển lên não, cái ấu trùng lên não thì nó gây ra hiện tượng động kinh. Người bệnh nhiễm sán lên não có biểu hiện gần giống với các bệnh lý về thần kinh như đau nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, trí nhớ giảm sút, bại tay chân, rối loạn cảm giác nên khó phát hiện và dễ bị chẩn đoán nhầm. Hầu hết người bệnh không biết rõ thời điểm bệnh xâm nhập nên vẫn lao động bình thường. Chỉ đến khi bệnh đã ở giai đoạn muộn gây ảnh hưởng tới sức khỏe, dẫn tới như co giật, động kinh hoặc không đi lại được thì mới đi khám và điều trị. Tôi khuyên cáo là thực ra ở đây thì có những cái phong tục tập quán ở những vùng thì có thói quen người ta không bỏ được. Thì chúng tôi chỉ khuyên cáo là bệnh nhân phải ăn thức ăn chín và uống nước sôi. Vì có những cái vùng như kiểu vùng Bắc Ninh, Bắc Giang có cái phong tục mà cái ăn cái nem thính ấy, thì người ta sẽ bị nhiễm. Tất nhiên là cũng không phải ai ăn cũng bị, mà những người nào ăn phải có cái thực phẩm nó bị nhiễm bệnh thì người ta bị thôi. Trường hợp bệnh nhiễm ký sinh trùng, nếu không tái nhiễm sẽ tự khỏi do ký sinh trùng chỉ sống một thời gian nhất định trong cơ thể. Tuy nhiên, người bệnh dễ tái nhiễm do thói quen ăn uống. Tình trạng này kéo dài có thể để lại di chứng não cho người bệnh. Vì vậy, người dân cần đặc biệt tuân thủ các biện pháp phòng vệ như vệ sinh cá nhân và công cộng, kiểm soát thịt lợn tại các lò mổ lợn, không ăn thịt lợn sống, rửa sạch rau quả để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh này.